Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đã quay trở lại với các bạn trong một bài hướng dẫn khác về kỹ thuật quay chụp ở trên Flycam. Thế thì nếu như bạn xem một cái bài hướng dẫn trước đây của tôi về 5 kỹ thuật quay chụp và Flycam đẹp nhất, và tôi để link ở phía dưới bài viết ở dưới đây trong phần description đấy, thì bạn sẽ thấy rằng là tôi có nhắc đến cái vấn đề là cái thời điểm để chúng ta có được cái chất lượng khung hình cao nhất trong ngày, trong một cái ngày quay chụp, thì thường nằm vào hai rơi vào hai cái khung giờ vàng là sáng sớm và chiều muộn. Sáng sớm thì trước và sau khi mặt trời mọc mọc khoảng 30 phút, chiều muộn thì trước và sau khi mặt trời lặn khoảng 30 phút. Đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ có được cái chất lượng khung hình cao nhất. Thế thì tại sao lại như vậy? Lý do là bởi vì trong cái thời điểm đó gọi là cái khung hai cái khung giờ vàng trong ngày, thì thứ nhất là mặt trời nó xuống thấp, nó khiến cho tạo ra những cái tia nắng xiên. Các bạn có thể thấy là những cái hiệu ứng bóng đổ, những cái hiệu ứng nắng xiên, những hiệu ứng ngược nắng thì đều là vào hai cái khung giờ này, và nó tạo ra cái hiệu ứng thị giác rất là ấn tượng cho bức ảnh. Thế thứ hai nữa đó là nó ở trong cái khung giờ vàng ấy, thì cái độ tương phản về màu sắc, bạn cứ tưởng tượng là khi mà bạn trong cái khung giờ vàng thì cái ánh nắng nó đổ xiên, và nó cái tia nắng cuối ngày, cái tia nắng hoàng hôn, tia nắng bình minh ấy, thì cái màu sắc của nó luôn luôn có cái xu hướng là đỏ hơn, chuyển sang cái tông đỏ, tông cam nhiều hơn, và nó tương phản với cái nền trời xanh. Những ngày nào mà chúng ta ít mây, chúng ta có thể thấy là thời điểm đó nó sẽ tương phản với cái nền trời màu xanh, và nó tạo cho cái khung hình của chúng ta có được cái độ tương phản về màu sắc. Bên cạnh đó thêm một điểm nữa, thì cái trong cái khung giờ vàng ấy thì thường là các cái nó có những cái dáng chiều, dáng sớm là những cái tia nắng nó chiếu xuyên và nó tạo cái hiệu ứng là hắt sáng ở trên các cái nền mây rất là đẹp. Thêm một yếu tố nữa đó là ở cái thời điểm này thì cái cường độ nắng nó không quá nặng, nó không quá cao, và nó sẽ giúp có thể giúp cho chúng ta phần nào lấy được khung hình cả bầu trời và cả mặt đất mà nó không bị om hoặc không bị cháy. Thế thì đây là hai cái khung giờ mà rất thường được các bạn nhiếp ảnh gia rất là ưa thích ở trong hai cái khung giờ này. Thế tuy nhiên là cũng chính bởi vì là nó có cái mặt trời nó ở thấp, và chúng ta thường hay cố gắng quay vào về phía mặt trời để lấy cả mặt trời cả mặt đất, nên là cái khung giờ giờ vàng ấy, khung hình giờ vàng ấy, thì thường có cái độ tương phản, độ chênh sáng giữa nền trời và mặt đất khá là lớn. Thế thì nếu như mà bạn đã từng là một người chơi hình ảnh rồi thì bạn sẽ biết rằng là khi mà có độ chênh sáng lớn như vậy thì chúng ta sẽ cái việc phơi sáng chúng ta sẽ phải rất cẩn thận, bởi vì nếu chúng ta lấy phơi sáng để nền trời lên hết chi tiết không bị cháy thì mặt đất sẽ bị om, còn khi mà chúng ta phơi sáng mặt đất tốt thì nền trời sẽ bị om. Đó là một trong những cái trở ngại rất là lớn mà những người chơi mới chơi thường gặp phải. Và một khi mà bạn nhìn thấy clip quay giờ vàng mà chúng ta nhìn thấy là mặt đất tối om, trời hoặc là nền trời cháy hoàn toàn, thì chúng ta có thể thấy rằng là nó rất là thiếu chuyên nghiệp, và nó không có cái gọi là cái độ không truyền tải được cái câu chuyện mà chúng ta muốn thể hiện, không truyền tải được cái khung cảnh mà chúng ta muốn thể hiện ở trong cái clip đó. Thế thì clip này, ở trong cái video hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn phơi sáng nền trời và mặt đất, cũng như là xử lý các cái tình huống ngược nắng, tình huống trong giờ vàng, làm sao để chúng ta có được chất lượng khung hình cao nhất. Rất là hy vọng các bạn theo dõi clip này của tôi. Và nếu như bạn thích clip này của tôi thì xin hãy like, subscribe channel YouTube của tôi, và bật chuông để nhận các thông báo về các cái video tiếp theo. Sau đây chúng ta sẽ đi vào các cái hướng dẫn cụ thể. Ở đây chúng ta có một cái tình huống phơi sáng rất là phổ biến của các cái góc quay drone. Đó là tình huống ngược sáng lúc cái trong cái golden hour, trong cái giờ vàng buổi chiều. Thì ở thời điểm này là một trong những cái thời điểm rất là khó để chúng ta có được chất lượng cao. Có hai lý do. Thứ nhất là các bạn có thể thấy là cái độ chênh sáng giữa nền trời và mặt đất hiện tại đang rất là lớn đấy. Vì cái sự chênh sáng này nên là cái footage của chúng ta nó xảy ra hiện tượng là nếu như chúng ta phơi sáng đủ cho phần nền trời thì đồng thời là phần mặt đất của chúng ta nó sẽ bị om, nó sẽ bị tối. Thế còn nếu mà ta phơi đủ cho mặt đất thì nền trời như hiện tại đây là đang bị cháy hoàn toàn. Thế thì câu hỏi đặt ra đây là chúng ta làm như thế nào trong cái tình huống này? Đây là một cái tình huống rất rất là thường gặp, rất hay gặp. Ở trong cái tình huống này thì hiện tại thì tôi đang cái giờ này nó vào khoảng 5 giờ rưỡi thì mặt trời nó cũng chưa xuống hẳn, nó cũng là thấp thôi nhưng nó chưa xuống hẳn. Thế thì ở cái tình huống này thì có hai mẹo mà tôi nghĩ là các bạn có thể áp dụng được. Thứ nhất đó là các bạn đừng quay thẳng
camera về hướng mặt trời. Các bạn có thể hướng camera về một cái phía khác, chúng ta có thể quay về hướng hoàn toàn ngược lại, các bạn có thể nhìn thấy đây, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là cứu lại được cái nền trời, bởi vì nền trời cái phía đối diện mặt trời nó sẽ không bị chói, không bị cháy. Nếu như mà phía không có một cái khung cảnh gì đáng chú ý cả, chúng ta thấy là nó đơn điệu, nó nhàm chán, thì các bạn có thể thử một cái mẹo thứ hai, đó là các bạn hãy thử cái góc nhìn camera từ trên xuống, nhất là khi mà ánh nắng nó còn đang gắt như thế này, thì cái góc nhìn từ trên xuống nó sẽ cho cái hiệu ứng bóng đổ rất là thú vị. Ở đây thì tôi không có một cái tòa nhà nào lớn, để tôi sẽ tìm thử một cái tòa nhà thật cao cho các bạn xem thử cái hiệu ứng bóng đổ. Đến vị trí này thì chúng ta có mấy cái tòa nhà chúng ta đang bị mất rất là nhiều chi tiết đây, thì các bạn có thể ở đây thì các bạn có thể khép khẩu lại một chút, nhưng đừng khép nhiều quá. Chúng ta cân bằng làm sao để giữ được cái sự cân bằng giữa các vùng shadow, các vùng bóng và các vùng sáng. Đấy, các bạn có thể thấy là khi mà chuyển sang chế độ màu HLG, nó sẽ giữ lại rất là nhiều chi tiết trong cái vùng shadow của chúng ta. Đó, các bạn thấy chưa? Mặc dù là cái clip khi mà nhìn ở trên máy tính thì nó không, nhìn ở trên điện thoại thì nó không nịnh mắt, nhưng mà khi mà đi vào hậu kỳ thì chúng ta sẽ cho chất lượng cao hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy có hiệu ứng bóng đổ của cái nhà, tòa nhà đây. Tôi nghĩ đây là một cái cảnh đẹp đây. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta có thể tận dụng thêm cả cái góc ngước của gimbal để tạo ra cái hiệu ứng parallax, hiệu ứng chuyển động thị sai, giúp cái bức ảnh nó thú vị hơn. Đó. Khi mà cái hiệu bóng đổ này thì ví dụ như những cái vật có chuyển động như là người, xe này, nó nhìn nó sẽ rất là thú vị. Khi mà chúng ta hướng camera như này thì chúng ta sẽ thoát được cái nền trời. Ở trong cái giờ này nó sẽ vừa có được cái hiệu ứng thị giác nhờ các cái tia bóng đổ, mà chúng ta lại thoát được cái nền trời bị cháy. Đây là một cái mẹo nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là hữu ích cho các bạn khi mà quay trong cái giờ vàng, buổi chiều, buổi sáng. Buổi sáng cũng vậy, buổi chiều cũng vậy. Chúng ta tránh cái nền trời, các cái vùng chiếu thẳng vào mặt trời đi, và chúng ta chờ cho đến cái thời điểm mà nó có cái không gian nó hợp lý hơn. Các bạn có thể kết hợp một cái chuyển động camera cùng với cái chuyển động của khung hình cùng với cái chuyển động bóng đổ để tạo ra những cái hiệu ứng thị giác, nó làm cho cái khung cảnh, cái video clip chúng ta nó sinh động hơn. Và tôi đã đợi thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, mặt trời nó xuống thấp hơn rồi đây. Chúng ta sẽ thử xem là cái nền trời và mặt đất hiện tại như thế nào. Vâng, và rõ ràng là chúng ta có cái nền trời nó mềm hơn rất là nhiều. Đó, chúng ta có thể vẫn thể lấy được nền trời mà không bị quá om ở mặt đất. Tôi nghĩ như này là rất tốt rồi đấy. Các bạn vẫn nên nhớ là nên ưu tiên cho cái nền trời một chút nhé. Đó. Chúng ta có thể thấy đây là với cái điều kiện sáng như này thì tôi có thể bắt được bóng của cái tòa nhà này. Tôi sẽ thử một cái tình huống bắt bóng. Chúng ta khi mà nó đi qua mặt trời, nó đi qua những cái vị trí bị có vật cản như này thì nó sẽ thành tia này.
Các bạn bay chậm đấy nhé. Chúng ta có thể về hậu kỳ để speed up được, nhưng mà speed down thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhất là khi mà chúng ta quay bằng cái vẫn chưa được. Chúng ta quay bằng cái tốc độ 130 FPS thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề trong cái việc speed up. Ok. Chúng ta sẽ thử lại bắt bóng lại tòa nhà này xem như nào. Lên chậm này. Các bạn sẽ thấy cái tia nắng nó ló ra trên mái tòa nhà. Vâng. Đó. Rất là tuyệt vời. Đi tiếp đi. Các bạn nhớ là nếu mà chúng ta đã có cái cảnh chúng ta muốn rồi thì hãy cứ cố đều ga bay thêm 10 giây phía trước, 10 giây phía sau để khi mà về hậu kỳ cắt cúp thì chúng ta sẽ có được cái không gian nó được như ý. Đôi khi là chúng ta thấy được cái cảnh mặt trời nó ló ra rồi chúng ta lại vội vàng chúng ta tắt đi, chúng ta không quay nữa. Thì lúc về hậu kỳ đôi khi là chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, bởi vì lúc đấy là mình thấy cần thêm 5-3 giây nữa thôi thì cái khung hình chúng ta sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Vì vậy là các bạn hãy cố quay clip làm sao để nghĩ cả về khâu hậu kỳ nữa. Vâng, và bây giờ có vẻ như là mặt trời chúng ta đã lặn hoàn toàn rồi đây. À, đúng như vậy. Ok, đây chính là giờ vàng của chúng ta đây rồi các bạn ạ. Đây là cái điều kiện ánh sáng tuyệt vời nhất. Mỗi ngày chúng ta có khoảng 40-50 phút cái điều kiện ánh sáng như thế này. Khi mặt trời vừa mới lặn, chưa xuống hẳn đường chân trời, nó vẫn còn một chút mây này. Cộng với là nó vẫn có cái ánh sáng vừa đủ để cái nền chúng ta không quá tối. Tất cả những cái cảnh quay ở đây thì tôi thì nó cũng không có cái cảnh gì lắm, nhưng mà tất cả những cái cảnh quay đẹp nhất trong ngày đều là thực hiện vào cái khung giờ này. Các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn có chi tiết ở nền trời và mặt đất chúng ta thì không bị quá sáng. Vẫn là nguyên tắc phơi làm sao để mặt đất sáng nhất có thể các bạn nhé. Không để cháy nền trời. Hoặc là có cháy nhưng chỉ cháy rất ít. Và vẫn giữ được cái mặt đất nó sáng, nó sạch, không bị nhiễu. Đó là cái bí quyết duy nhất mà tôi nghĩ là các bạn cần phải nắm vững để cho cái chất lượng hình ảnh video của chúng ta nó được tốt. Thật sự hôm nay hoàng hôn rất là tuyệt vời. Các bạn cũng đừng chỉ chú ý vào mặt trời nhé. Đôi khi có những cái dáng mây cuối trời mà phía bên đằng kia nó nhận được cái tia nắng của mặt trời cuối ngày, nó cũng rất là huy hoàng rạng rỡ. Chúng ta có thể tập trung sang những cái chi tiết đó thay vì là chúng ta chỉ chú tâm vào mỗi cái mặt trời không thôi. Vâng, và thường thì vào cái thời điểm này chúng ta sẽ có khoảng 30 phút để chúng ta thực hiện tất cả những cái việc quay chụp. Đúng là cái chiếc Mavic 2 Pro này có cái độ ngước rất là cao mà không bị dính cánh quạt. Hay. Vâng, và đó là những cái hướng dẫn cụ thể của tôi về việc là phơi sáng như thế nào ở trong cái tình huống giờ vàng, khung giờ vàng. Nếu bạn thích clip này của tôi thì xin nhắc lại một lần nữa là xin hãy like, subscribe. Nếu như bạn chưa subscribe channel thì bạn hãy subscribe channel của tôi và bạn hãy để lại comment cho tôi biết rằng bạn nghĩ gì về clip này ở phía phần comment phía dưới đây. Nếu như mà bạn muốn mua sản phẩm thì bạn hãy đến ủng hộ cái store của người bạn tôi ở bên flycamvn.com, tôi để link ở phía dưới. Đây là store có cái bán flycam Việt Nam có cái giá rất là tốt và dịch vụ hậu mãi cũng ok. Tôi được sử dụng không phải chỉ là bạn bè mà tôi sử dụng tôi thấy cũng rất là ổn. Các bạn có thể ủng hộ bạn ấy ở dưới đây. Vâng, và đó là những cái hướng dẫn sơ bộ của tôi về cái tình huống xử lý cái tình huống giờ vàng. Nếu các bạn làm chủ được cái tình huống giờ vàng thì tôi tin tưởng rằng là cái chất lượng clip quay ảnh chụp từ flycam của bạn nó sẽ có chất lượng cao hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là các bạn có thể thực hiện được theo như cái clip này
Và xin lưu ý là hãy bay thật an toàn, chú ý đến sự an toàn của cả mình và cả người khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau, các clip sau. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại.